Ok, ok. Ok. Đã chưa? 12 giờ 50 là giờ ra máy bay ha. Không ấy, không mấy kiểu, không khác, tôi thấy nó còn như thế.
nó không còn được vui lắm. Nó lại cứ về nhà xem nó làm sao. Thank you.
ok anh. Đợi em chút nha. Người đúng số ghế và để hành lý sát tay, trông ngăn được hành lý phía trên hoặc dưới ghế phía trước, không để hành lý trên lối đi và khu vực cửa thoát hiểm. Để đảm bảo an toàn, đề nghị quý khách các loại máy thu phát sóng, tắt điện thoại di động hoặc chuyển sang chế độ sử dụng trên máy bay và chế độ im lặng cho đến khi quý khách rời khỏi máy bay. Các thiết bị điện tử sát tay phải được cất gọn khi máy bay bắt đầu di chuyển và khi cất hạ cánh. Quý khách không mở cửa máy bay khi không có yêu cầu của tiếp viên, để tránh gây mất an toàn và bị phạt tiền theo quy định. Để đảm bảo an toàn sức khỏe, đề nghị quý khách đeo khẩu trang và tuân thủ các hướng dẫn về phòng chống dịch trong suốt chuyến bay và tại sân bay đến. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, please stay at your right seat and make sure that your hand baggage is carefully stored in the overhead luggage or under the seat in front of you and must not approach aisles or the emergency exits. For your safety, we'd like to remind you to turn off receivers, transmitters, and mobile phones, or switch the flight mode and silent mode until disembarkation. Please store portable electronic devices in the overhead luggage or the seat pockets in front of you during taxi, takeoff, and landing. Do not open the aircraft door without cabin crew requirement to avoid causing unsafety, which may lead to a fine according to the regulations. Due to COVID-19 pandemic, passengers are required to wear a face mask and strictly follow epidemic prevention regulations throughout the flight and at arrival airport. Thank you.
all passengers on board. Gentlemen, good afternoon from the flight deck. This is your captain speaking. My name is Phil and joining me on the flight deck, first officer Bing. On behalf of the flight crew, we'd like to welcome you aboard the flight to Lincoln International Airport, Dalat City. We have now completed all flight preparations and expect to depart in a few more minutes. The weather expected at this station, it's pretty nice, and our flight time will be around 30 minutes. Thank you for your attention and enjoy your flight. Cabin crew, I'm slides and cross check. Thank you. Thưa quý khách vui lòng dành thời gian theo dõi hướng dẫn sử dụng các thiết bị an toàn chiếu trên màn hình máy bay. Xin cảm ơn. The safety demonstration on the video screens. Thank you. Được thưa quý bạn, thẻ phi công đoàn Vietnam Airlines American Express di yêu cầu giảm bay cho hành trình mơ ước. Welcome aboard. Quý khách không được phép hút thuốc hoặc sử dụng thuốc lá điện tử trên tất cả các chuyến bay của Vietnam Airlines. Smoking is not allowed on all Vietnam Airlines flights, including the use of electronic cigarettes. Quý khách vui lòng để hành lý xách tay trong ngăn đựng hành lý phía trên hoặc dưới ghế phía trước. Không để hành lý trên lối đi và khu vực cửa thoát hiểm. Please stow your hand luggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. Hand luggage must not obstruct the aisle or the emergency exits. Đề nghị quý khách cắt các thiết
thiết bị thu phát sóng, thiết bị có wifi, máy tính cá nhân, tai nghe có dây, không dây, đồ chơi điện tử cá nhân, điện thoại cầm tay hoặc chuyển sang chế độ trên máy bay và yên lặng cho đến khi quý khách rời khỏi máy bay. Quý khách không được sạc pin các thiết bị điện tử trong khi máy bay lăn, cất và hạ cánh. Your mobile phones, earpods, game consoles, receiver, transmitter, all wifi devices and portable electronic equipment must be turned off or switched to flight mode and silent mode until disembarkation. You are not allowed to charge up your portable electronic devices during taxi, takeoff or landing. Trước lúc máy bay cất và hạ cánh, quý khách cần dựng thẳng ghế, cài dây an toàn, mở tấm che cửa sổ, gấp bàn ăn, gác chân, đóng cất màn hình và các vật dụng cá nhân. For takeoff and landing, please ensure that your seat back is in the upright position. Fasten your seatbelt, open your window shade, your tray tables, footrest, personal monitor, and your personal items are stowed. Vì an toàn của chính mình, đề nghị quý khách cài dây an toàn trong suốt chuyến bay. Dây an toàn của quý khách được cài và mở như sau. Siết chặt bằng cách kéo một đầu dây và mở bằng cách nhấc đầu khóa. Tiếp viên chúng tôi sẽ cung cấp dây an toàn cho trẻ em và dây an toàn nối dài cho quý khách trong trường hợp cần thiết. For your own safety, we recommend that you keep your seatbelt fastened throughout the flight. Your seatbelt fastens and unfastens like this. Tighten by pulling the strap and unfasten by lifting the buckle. Seatbelts for infants and extension are available if required. Please ask your cabin crew. Trong trường hợp mặt nạ dưỡng khí tự động rơi xuống từ trần khoang khách và trong phòng vệ sinh, quý khách giữ nguyên vị trí của mình, kéo và giật mạnh mặt nạ gần nhất để có dưỡng khí. Đặt mặt nạ lên mũi và miệng, thở bình thường, choàng dây qua đầu và siết chặt dây giữ mặt nạ. Quý khách đeo mặt nạ cho mình trước, sau đó trợ giúp trẻ em hoặc khách đi cùng. Oxygen mask in cabin and toilets would drop automatically from the ceiling if they are needed. Please remain in your seat. Reach up and firmly pull the mask down to activate the oxygen flow. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally by securing the elastic band around your head. Only when your mask is secure should you assist children or fellow passengers. Quý khách không được mở cửa máy bay khi không có yêu cầu của tiếp viên hoặc không phải trường hợp khẩn cấp. You are requested not to open the aircraft door without cabin attendant's requirements or not in case of emergency. Trong trường hợp khẩn cấp, hệ thống đèn thoát hiểm sẽ bật sáng, dẫn quý khách tới cửa thoát hiểm. In the event of emergency, the escape path marking lights will come on to guide you to the exit. Tại mỗi cửa thoát hiểm đều có các đèn bảng hiệu lối thoát hiểm. Trong khoang khách có 8 cửa thoát hiểm, 2 cửa ở phía trước, 4 cửa ở giữa, 2 cửa phía sau. Quý khách vui lòng chú ý cửa thoát hiểm gần nhất đối với mình. Xin lưu ý, cửa thoát hiểm gần nhất có thể ở phía sau vị trí ngồi của quý khách. In the cabin, there are 8 exits, 2 at the front, 4 at the middle, and 2 at the rear. The exit line signs located in the ceiling at each exit area and door frame. Please take a few seconds to familiarize yourself with the nearest exit. In some cases, your nearest exit may be behind you. Trường hợp hạ cánh khẩn cấp xuống nước, áo phao được để trong túi phía dưới ghế hoặc ngăn chứa cạnh ghế. There is a life jacket stored in a pouch underneath or between seats. Sử dụng bằng cách lấy áo ra khỏi túi, mặc choàng qua đầu, thắt chặt dây áo quanh eo. In case of water evacuation, remove the life jacket from the pouch, put it over your head and secure the tape firmly around your waist. Quý khách không được làm phồng áo khi ở trong máy bay. Tại cửa thoát hiểm, quý khách làm phồng áo bằng cách giật mạnh thẻ đỏ hoặc thổi vào miệng van. Do not inflate it while you are inside the aircraft. The life jacket must only be inflated by pulling down sharply the red tab. Be manually inflated by blowing air into the two mouthpieces. Trên áo phao có đèn và còi để gây sự chú ý trong việc cứu nạn. A light and a whistle are attached to the jacket for attraction. Trên máy bay có sẵn áo phao dành riêng cho trẻ em. Quý khách không được lấy áo phao ra khỏi vị trí khi không có yêu cầu của tiếp viên. Special life jacket for small children is available on board the aircraft. Do not remove the life jacket from its location without cabin crew's requirement. Để hiểu rõ hơn, xin vui lòng dành thời gian đọc kỹ bảng hướng dẫn an toàn được cài đặt trong túi ghế. Please take a look at the safety instruction card located in your seat pocket for more details. Chân thành cảm ơn sự chú ý và chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. Thank you very much for your attention and we wish you a pleasant flight. Từ mạch nguồn khởi tạo.
tôi luyện cùng thời gian, mang nhiệt lượng vững vàng. Dựng lên ghế thẳng đứng, cài bàn ăn phía trước và mở tấm che cửa sổ. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, as we prepare for takeoff, passengers, please ensure that your seatbelt is fastened, your seatbelt is upright, your tray table is secured, and your window chair is open. Thank you. Cabin crew, check cabin and galley for takeoff.
right, bro, this is for takeoff. Thank you. Thank you.
chế độ máy bay thì chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, the fast on seatbelt sign has just been turned off. While sitting, please keep a seatbelt fastened. As a precaution against unexpected turbulence, please refrain from smoking during the flight, including electronic cigarettes. Laptops and other portable electronic devices may be used in flight mode and silent mode from now until we begin descent for landing. Vietnam Airlines launch fees. Fresh reader application, which unlimited access to thousands of digital magazines and steel papers from around the world. Better to choose SGN, the Vietnam Airlines application, when having internet connections to read the steel sign online or download for offline reading. For more details, please refer to the Heritage Fashion magazine. Should you require any additional information, please ask our cabin crew for assistance. Thank you.
prepare for landing. Thank you. SkyTeam, xin chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và lựa chọn Vietnam Airlines. Ladies and gentlemen, thank you for flying with Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance. Thank you.
cleared for landing. Thank you. Đến với sân bay Liên Khương. Bây giờ là 2 giờ 25 phút trưa, nhiệt độ bên ngoài là 23 độ C. Quý khách lưu ý ngồi yên tại chỗ, cài chặt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng hẳn và đèn hiệu về dây an toàn đã tắt. Cẩn thận khi mở ngăn hành lý, kiểm tra kỹ tư trang và tuyệt đối không mở cửa máy bay khi không có yêu cầu của tiếp viên. Hành khách sử dụng dây an toàn cho em bé vui lòng để lại tại ghế ngồi hoặc gửi cho tiếp viên tại cửa máy bay. Thay mặt hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên Liên minh hàng không SkyTeam, cơ trưởng Huỳnh Lý Đông Phương, tiếp viên trưởng Lê Ngọc Bích và phi hành đoàn xin kính chào tạm biệt và hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, welcome to Liên Khương Airport. It's now 2:25 p.m. The outside temperature is 23 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft completely stopped and the fasten seatbelt sign has been turned off. Take care of your belongings and ensure the contents do not fall out when opening the overhead luggage. You are requested not to open the aircraft door unless instructed by the cabin crew. Place the infant seatbelt at your seat or return to cabin crew. We hope you enjoy your flight with us. On behalf of Vietnam Airlines, a member SkyTeam Alliance, Captain Huỳnh Lý Đông Phương, Purser Lê Ngọc Bích and our crew members, we'd like to say goodbye to you and wish you pleasant stay in Dalat City. We look forward to seeing you again soon. Thank you.
chào.